Điện lạnh Minh Trung chào mọi người nhé. Mình tiếp tục dọn xưởng nhé, mời mọi người. Đấy, đấy, anh dọn cái này đã, chấm pha nước đi, tí đấy một con này, SG100 con này đi. Dọn đã, dọn gọn sửa nhẫn lắm. Tí mang vào đây cho ạ. Đấy, cái rúc rốc này. Hay là để đấy cũng được nhỉ. Ờ, thế để đấy cũng được. Tháo ra xong một tí cắm thử phát đó. Xem nó có sấy và xiếc nó có kêu. Được lắm cái bọc à, cái số này cũng giữ lại nhá để cho bọc lại gửi đi tiếp. Ừ. Thank you.
Xin chào mọi người nhé, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.